Xin chào và được trở lại chương trình của Vũ Lân và tiếng nói của tôi chỉ xuất hiện trong ba cái channel Channel number 5 <laughs> No ba cái channel đó là Vũ Lân Show Youtube channel The VLKT News Youtube channel và The VLKT Business Trên màn ảnh của chúng ta chúng ta trở lại bản tin sốc Trong cái channel của The VLKT News ngoài cái tin tức buổi Tin cập nhật live streaming vào lúc 6 giờ sáng về tiểu bang California và bản tin buổi tối đó. Thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những bản tin sốc. Tại vì uh, tin sốc chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong cái chương trình của The VLKT News, News uh, sắp tác tiếng Việt. Trở lại một cái vấn đề vô cùng sốc và chúng ta sẽ phản biện về điều này đó là thành viên của đảng Dân Chủ trên màn ảnh chúng ta là không đâu khác đó là bà Rocket. Và đó là băng đảng MAGA đổ vào Springfield của tiểu bang Ohio. Cái sự kiện mà cái thành phố Springfield, của thành phố mà 20.000 người di dân của Haiti đi đến một cái cộng đồng 60.000 người và tạo ra những cuộc khủng hoảng về bất động sản. Tr trong một màn thể hiện sự chuyển hướng chính trị đáng chú ý, đồng chủ địch chiến dịch tranh cử của bà Harris là dân biểu Jane Minh Jasmine Rocket đến từ tiểu bang Texas đã xuất hiện trong một chương trình của MSNBC để đưa ra một loạt các tuyên bố kỳ quặc nhằm đổ lỗi cho Tổng thống Trump về những cái vấn đề đang gây ảnh hưởng đến Springfield, Ohio và của cả nước. Rocket thay vì giải quyết những thất bại rõ ràng từ chính quyền của Biden và Harris và những thách thức rất thực tế mà công dân của Hoa Kỳ đang phải đối mặt đã chọn cách thiêu dệt một câu chuyện gây rất là chia rẽ và đổ lỗi cho trọng thống Trump của chúng ta. À, nói chung lại là lỗi tại Trump, tất cả cái gì cũng tại Trump cả. Đó là mục đích của trò nó là như vậy. Chúng ta cũng không ngạc nhiên về điều này đâu quý vị. Và người ủng hộ ông về những cái tai ương của đất nước. Những phát biểu của bà không chỉ tách biệt khỏi trực tế mà còn là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm để chuyển hướng sang sự tập trung khỏi tình trạng sụp đổ của chính ban lãnh đạo đảng của đảng Dân Chủ. Bà kết tuyên bố, ông ấy nói rằng chúng ta có những thành phố và thị trấn bị các băng đảng tràn ngập và tội phạm đầy ngoài tầm kiểm soát. Tôi đồng ý về điều đó, hãy đón xem đó là băng đảng MAGA. Chính những kẻ theo chủ nghĩa gia trắng trường đảng đã quyết định đổ bộ vào những thành phố như Springfield, Ohio, vì vậy tôi đồng ý với ông ấy. Tôi không chỉ đồng ý với ai. Với việc ai là người có vấn đề. Vấn đề ông ấy và những kẻ tai sai của ông ấy. Vấn đề không phải là những người đã đến để làm cho nền kinh tế chúng ta mạnh hơn. Những người thật sự có thể giúp đỡ để bảo đảm rằng chúng ta thoát một cái hố lớn hơn mà ông ấy đã đẩy chúng ta vào cô trạch 19 bằng sự bất tài của ông ấy. Vâng, Giống như Vân tôi đồng ý rằng những vấn đề trong cộng đồng của chúng ta thì nhưng thường thì đó là một số kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đặng ở phía bên kia và ông ấy vẫn chưa gọi tên. Đó là nguyên văn là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phản biện cái nguyên văn này. Cái nguyên văn này rất sốc cho quý vị. Đó với tôi trong cái nguyên văn này nó có rất là nhiều cái điểm mà nó misleading tại đây. Thứ nhất là sự kiện của cô Trạch 19 cái thứ hai là những người di dân đến thành phố của Springfield mà họ cho rằng là làm nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cư dân tại đó thì đặt câu hỏi ngược lại thật sự cái nền kinh tế có mạnh mẽ hay không? Lời lẽ hùng biện của con mụ này mang tính biểu tượng cho chiến lược rộng lớn hơn của chiến dịch Harris. Khi nghi ngờ thì hãy đổ lỗi cho Tổng thống Trump. Đó là chiến dịch của tụi nó. Chứ thật sự tụi đó không hề đưa ra một kết quả Đã chứng minh 4 năm qua tụi nó làm cái gì Khi tụi nó mở cửa cái biên giới Tại cái nền kinh tế đang gặp khó khăn để cái tỷ lệ tội phạm gia tăng Đảng Dân Chủ đã có thói quen đổ lỗi cho Tổng thống Trump Về mọi cái vấn đề có thể xảy ra Bất kể sự thật là gì những tuyên bố của M rocket này và thứ bảy cũng không có gì khác rocket đổi lại cho tổng thống trump về cái hố lớn mà ông ta đẩy chúng ta vào sau quân cô tập 19 bằng sự bất tài khi tiện là tiện khi tiện thải là lờ đi tôi đọc ngắn chắc là tiện lờ là, là tiện thải lờ đi đó. <laughs> Cách xử lý tạm hoãn đại dịch với thời chính quyền của Biden và Harris Quý vị đã nhớ rằng là cái số người chết bởi cái con cô trập 19 với thời của Biden nhiều hơn con số người chết với thời của ông Trump mặc dù ông Biden có thuốc chữa trị đặc biệt và chủng cô trập 19. Dư sân lãnh đạo của họ lạm phát đã tăng vọt. Những vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn tồn tại và người Mỹ phải đối mặt với giá năng lượng tăng vọt trong khi chính quyền đang vật lộn để đưa ra những giải pháp thống nhất. Tuy nhiên, tại vì đối mặt với những trực tế, thì bà Crockett lại chơi cái trò cái lá bài trăm một lần nữa. Nỗ lực đổ lỗi cho trọng trống Trump. Và những người ủng hộ ông trong đó có chúng ta, về cái tội phạm của thành phố Springfield, Ohio của bà Crockett cho thấy sự thiếu trách nhiệm đáng lo ngại. Bà thừa nhận rằng có những vấn đề tại những thành phố như Springfield, nhưng sau đó tuyên bố một cách kỳ lạ rằng đó là băng đảng MAGA đó là những người trong chủ nghĩa da trắng thượng đẳng phải chịu có trách nhiệm lời cáo buộc vô căn cứ và mang cái tính kích động này không chỉ là sai mà còn làm lưu mờ những vấn đề thật sự đang ảnh hưởng đến cộng đồng này kiểu hùng biện này gây ra lời lẽ không chỉ mang tính kích động mà còn sự đơn giản quá cái mức nguy hiểm của những vấn đề phức tạp mà cộng đồng người Mỹ đang phải đối mặt hàng ngày. Bằng cách dán nhãn những người ủng hộ cho Tổng thống Trump, là những người trong chủ nghĩa gia trắng trường đẳng, đổ lỗi cho họ về tội phạm và hỗn loạn. Bà kết đang tham gia một chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ, nhằm mục đích để quỷ quá một bộ phận lớn của dân số. Chiến thuật này không chỉ làm mất lòng hàng triệu người ủng hộ cho Tổng thống Trump, vì những cái lý do chính sách hợp pháp, mà còn làm mất tập trung khỏi cái vấn đề đang diễn ra, tỷ lệ tội phạm gia tăng, bất ổn kinh tế, thiếu sự lãnh đạo, hiệu quả của chính quyền hiện tại tại vì đưa ra những giải pháp cụ thể và giải quyết những chính sách thất bại góp phần gây ra những vấn đề này một thành viên của đảng dân chủ đó là người lãnh đạo của cuộc campaign của bà Harris đang di trì một câu chuyện được thiết kế để khơi dậy cái nỗi sợ hãi và chia rẽ đây là một ví dụ điển hình về cái chính trị bản sắc đã đi sai hướng sử dụng chủng tộc và các nhãn hiệu gây kích động để tạo ra một nhân vật phản diện tại vì thúc đẩy đối ngoại có ý nghĩa hoặc là trách nhiệm giải trình cách tiếp cận này không giải quyết được vấn đề sự thật mà các cộng đồng như springfield đang phải đối mặt thay vào đó nó càng làm phân cực thêm một quốc gia vốn đã chia rẽ làm suy yếu mọi cơ hội tiến bộ thật sự thực tế là các vấn đề đang hoành hành ở những thành phố như springfield tội phạm gia tăng khó khăn về kinh tế an toàn về cộng đồng đang suy giảm không thể đổ lỗi cho bất kỳ nhóm chính trị nào chứ đừng nói vấn đề những người ủng hộ cho tổng thống Trump. Đây là kết quả của chính sách thất bại và quản lý yếu kém ở nhiều cấp của chính quyền. Phần lớn là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại những thành phố trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ta vì để giải quyết cái vấn đề này thì bà Crockett và các đồng minh của bà trong chiến dịch của Harris đã chọn đổ lỗi và biến những cái đối trụ chính trị của họ thành quỷ dữ với hy vọng ghi điểm với cơ sở kỹ tri của họ. Cái tấm hình của bà này trên live chat quý vị thấy như thế nào cho tôi biết Rất đẹp bà đang ngồi hát opera Hả họng ra để ăn cucumber Cái thành phố trên khắp của nước Mỹ bao gồm cả Springfield Đã phải chịu đựng cái tình trạng tội phạm gia tăng Điều kiện kinh tế xấu đi Những vấn đề này không phải là những người ủng hộ cho tổng trống Trump gây ra mà chúng bị trầm trọng hơn bởi sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ và những chính sách tai hại các thành phố do đảng Dân Chủ điều hành đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm bạo lực. Tình trạng vô gia cư làm dụng mai túy trong khi các chính sách tiến bộ như các giảm ngân sách cho cảnh sát. Truy tố tội phạm lộng lẽo được góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn. Câu chuyện của bà Rocket hoàn toàn bỏ qua cái trực tế với thời chính quyền của Biden và Harris. Cái luật pháp dịch trật từ đã xấu đi. Các thành phố trở nên, nên kém an toàn hơn tại vì chịu trách nhiệm cho sự gia tăng tội phạm và giải quyết những chính sách thất bại khiến cộng đồng bị tổn thương, bà Rocket lại dùng đến cái ngôn ngữ và bôi nhọ toàn bộ phong trào chính trị của ông Trump. Rocket cũng đưa ra tuyên bố kỳ lạ, những người đến đó để làm cho nền kinh tế chúng ta mạnh mẽ hơn, không phải là vấn đề ám chỉ với thời của tổng thống Trump, nền kinh tế Mỹ đã tan nát. Tuy nhiên sự thật lại cho một câu chuyện khác Giới thời chính quyền của Trump. Hoa Kỳ đã trải qua trên lại thất nghiệp thấp nhất kỷ lục, thị trường chứng khoán bùng nổ, mức tăng lượng đáng kể cho người lao động trong lĩnh vực khác nhau. Ngay trả trong đại dịch cố tập 19, Tổng thống Trump đã thực hiện một số cái biện pháp nhanh chóng để phục hồi cái nền kinh tế. Chẳng hạn như cái chiến dịch chủng cố tập 19 nhanh, đẩy nhanh cái quá trình phát triển chủng tập, chìa khóa để mở lại cái nền kinh tế. Ngược lại hoàn toàn với tờ chính quyền của Biden và Kamala Harris, đã phải vật lộn để xử lý những quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Với sự lãnh đạo tài tình của họ, cái mức lạm phát đã cao nhất trong 40 năm. Chi phí năng lượng tăng vọt, nhiều người Mỹ đang cảm thấy khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, bà Rocket đã bác bỏ những cái lo ngại trực tế này, thay vào đó bà đổ lỗi cho Tổng thống Trump. Và những người ủng hộ cho ông, một đầy một nỗ lực đầy hoài nghi nhằm để chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại chính đáng của đảng bà. Có lẽ cái điều đáng lo ngại nhất trong bình luận của bà Rocket là lời lẽ chia rẽ của bà. Bà chỉ trích những người theo chủ nghĩa trượng đẳng da trắng, cố gắng kết nối họ với những người ủng hộ cho trọng trống trăm tại thành phố Springfield. Cái kiểu cáo buộc dâu căn cứ này đã thúc đẩy sự chia rẽ về chủng tộc phân cực hơn nữa trong bối cảnh chính trị. Đây là một mánh khóe cũ trong sách lược của đảng Dân Chủ sử dụng chính trị bản sắc để tạo ra một cái nhân vật phản diện rồi lợi dụng nội sợ hãi và chia rẽ để tập hợp cơ sở. Những phát biểu mang tính kích động của bà Rocket đã phát lời những mối đe dọa thật sự đối với những cộng đồng như Springfield. Tội phạm đang gia tăng, chính sách kinh tế kém, chính quyền địa phương không có hiệu quả. Tại vì nỗ lực đoàn kết đất nước giải quyết những thách thức, bà Rocket đã chọn con đường chia rẽ, quỷ hóa theo cái chiến dịch của bà Harris và Biden đánh lạc hướng cử tri của sự thất bại sâu sắc của chính quyền bà. Những nhận xét của bà Rocket trong cái chương trình của MSNBC cho thấy chiến lược chung của bà Harris và Tim Bong đó là đổ lỗi cho Tổng thống Trump. Đã phớt lờ đi sự thật, sử dụng cái lời lẽ kích động để đánh lạc hướng sự bất cập của chính họ. Khi người Mỹ tiếp tục vận lộn với chính sách thất bại của chính quyền Biden và Harris, cử tri ngày càng mệt mỏi với những chiến thuật chính trị cũ kỹ này thay vì giải quyết những vấn đề cấp bách quan trọng đối với người Mỹ, làm phát gia tăng, tội phạm, an ninh biên giới và bất ổn kinh tế, chiến dịch của bà Harris và ông Tim Bong vẫn tập trung vào việc kích động chia rẽ, chuyển hướng cái trách nhiệm. Người bỏ phiếu xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Với những trò đổ lỗi trống rộng này của bà Brockett và những đồng nghiệp của bà đưa ra, khi cuộc bầu cử cho 2024 đang tính gần, rõ ràng là vấn đề thật sự không phải là trọng trống trăm, hay là những người ủng hộ cho ông. Vấn đề thật sự là một chính quyền đã mất liên lạc thực tế với người Mỹ, phải đối mặt hàng ngày. Đã đến lúc những nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và hướng tới những giải pháp thực sự không phải thêm những cái lời lẽ đổ lỗi và gây chia rẽ. Đây là bản tin vô cùng sốc và đó là bài phản biện của tôi. Và đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục phản biện cái đám đảng Dân Chủ khi cho nó mở miệng ra toàn là những cái thứ mà nó rất là hồi thui. Và chương trình sẽ được Phát sóng trên ba cái channel là VLKT News, VLKT Business và The VL Vũ Lương Show. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của những bản tin sốc tiếp theo. Chào tạm biệt.